Dạ rồi, nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thì hôm nay nhà vườn mới thu hoạch được một ít nhánh chiếc linh sam siêu bông và đao điểm nha. Đao điểm thì chắc cỡ tầm cỡ một chục cây thôi, nhưng mà siêu bông thì đao điểm chắc cũng cỡ tầm ba bốn chục cây. Cái này là siêu bông này cả nhà, đây siêu bông này, nó đang làm bông nhiều lắm nhưng mà mình phải tỉa bớt đi chứ không có để là cái chiếc của mình yếu đó, mình phải tỉa gọn gọn như này, về mình chỉ việc tháo bọc ra và mình trồng là ok, tháo nhẹ nhàng thôi nha. Đó, rễ này rất là nhiều luôn. Thì mình sẽ giao lưu là 10 cây như thế này này, 10 cây nha là 200k bao ship đó, 10 cây là 200k bao ship. Siêu bông và đao điểm nha. Thì mình có sự phân biệt luôn nè cho nó rõ nha. Đó, siêu bông á thì cái lá nó bầu hơn. Đó, cành nó nhiều hơn. Còn thằng đao điểm này, đó cái lá nó nhỏ hơn, nó dày hơn, nó thon hơn. Đó, cái dòng này á mình mua về biết mình làm gì không? Mình ghép tanuki là ok luôn, tại vì cái nhánh nó đang dài nè. Đó là về mình ghép tanuki là tuyệt vời. Đó, còn cái này thì mình muốn ghép cũng được, hoặc là mình trồng sân vườn gì cũng được. Nói chung dòng này thì nó rất là bông nhiều lắm, mà bông bự nữa, thơm. Đó, thằng này á, thì mình làm tanuki đồ ok luôn. Đó, tanuki hoặc là mình làm bonsai hay như thế nào đó là tùy theo ý thích của mỗi người thôi nha. Đó, thì mình có hai giống, hiện tại mình có hai giống thôi. Một giống là siêu bông, một giống là đao điểm. Thì mình đang giao lưu cái loại này á, là 10 nhánh là 200k bao ship nha. 10 nhánh là 200k bao ship thì như nhau hết. Ví dụ mình muốn lấy năm, mình muốn lấy là năm năm siêu bông, năm đao điểm cũng được, hoặc là mình lấy siêu bông hết hoặc lấy đao điểm hết cũng được. Nói chung mình cũng chỉ có mấy chục cây thôi. Nếu mà mình có nhu cầu thì liên hệ nhà vườn 0889 244 699 để mình chốt đơn luôn nha. Cũng đây này, còn cái dòng này là dòng dòng này dòng rừng rin nè, nhưng mà dòng này nó rất là đặc biệt, cái lá của nó rất là khác. Dòng này dòng ho trắng phớt hồng đó, dòng rừng rin mà ho trắng phớt hồng nha. Đó, dòng này thì mình để lại sưu tầm thôi, mình chưa có giao lưu đó. Mỗi lần ho cái này nở ra đẹp lắm. Đó này, mình chiết rồi này, ok nè, đó rễ ok nè, rất là khỏe đó. Rồi rất cảm ơn cả nhà mình luôn nha, nếu mà mình có nhu cầu thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. 10 cây, 10 cây nhánh chiếc như thế này nha, tầm tầm như thế này thôi đó, có to có nhỏ gì đó tùy theo thôi. Đó là 200k bao ship nha. Rồi nhà vườn thân chào và hẹn gặp lại cả nhà.